Chào mừng các bạn trở lại kênh Di Tân Food. Đây là món khoai lang kén, món ăn vặt dễ ghiền, với lớp vỏ bên ngoài vàng giòn nè, bên trong mềm xốp và rất là thơm béo luôn. Món ăn này từ nguyên liệu tới cách làm đều rất là đơn giản, dễ dàng, nhanh gọn lẹ. Nếu các bạn nào thích món khoai lang kén này, xin mời cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Phần khoai lang mình chuẩn bị là 500g đã được gọt vỏ rửa sạch nè, và mình cắt nhỏ để hấp cho nó mau chín á. Trong lúc sơ chế khoai lang á, khi gọt vỏ xong các bạn nên cho vào một thao nước có muối pha loãng á, và mình cho khoảng nửa lá chanh á, mình ngâm cùng để nó không có bị đen nha các bạn. Ngâm khoảng 5-7 phút á, mình vớt ra mình xả sạch lại và mình đem đi hấp chín phần khoai này. Các bạn cũng có thể luộc nữa, nhưng mà nếu luộc á, các bạn chỉ rửa sạch khi chưa bóc vỏ, các bạn rửa sạch rồi các bạn cho vào luộc, rồi luộc chín mình sẽ bóc vỏ sau, nó sẽ dễ làm hơn. Cho hết khoai, phần khoai vào nồi nè, mình đậy nắp lại và mình hấp phần khoai này khoảng từ 15 tới 20 phút, khi nào nó không khoai nó chín mềm là được. Khoai mình hấp được 20 phút rồi nè, các bạn có thể thử thấy nó mềm là được rồi nè, nó rất là chín mềm luôn. Mình sẽ lấy ra ngoài và mình nghiền phần khoai này trong lúc còn nóng luôn nha các bạn. Tranh thủ lúc còn nóng á, mình nghiền sẽ rất là dễ, các bạn chỉ cần dùng cái nĩa làm giống mình vậy nè, khi nào tới phần khoai nó nhuyễn mịn là được, rất là đơn giản luôn. Khoai còn nóng rất dễ làm, các bạn để nguội á, phần khoai nó cứng lại mình khó nghiền lắm nè, vậy là được rồi nè. Tiếp tục mình cho vào đây 70g sữa đặc. Và thêm khoảng 1 muỗng canh đường. Nếu mà thích ngọt á, các bạn có thể tăng thêm 1 muỗng canh nữa cũng được nha. Mình thì mình chỉ sử dụng 1 muỗng thôi. Thêm khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Trộn đều phần này lên trước mình mới cho bột vào. Mình cho từ từ các nguyên liệu vào, mình trộn là như vậy nè, thì mình dễ trộn đều hơn là mình cho hết một lần. Mình sử dụng bột chiên giòn các bạn, cái bịch này là 150g nè. Mình cho hết vào đây luôn và mình cũng chia ra làm 2-3 lần á, mình cho vào, vừa cho vào vừa trộn á để cho nó dễ đều hơn. Mình cho trước một nửa nè, đảo sơ lên rồi tiếp tục mình cho hết phần còn lại, cho hết phần còn lại vào luôn nè. Cho hết bột vào rồi mình vẫn đảo lên nữa nè, đảo sơ rồi mình sẽ nhồi bằng tay. Các bạn có thể rửa tay sạch rồi mình nhồi, hoặc là có bao tay thì mình mang bao tay vào cũng được. Nhồi phần bột này cũng rất là đơn giản, khoảng từ 4 tới 5 phút là được, khi nào các bạn thấy nó dẻo mịn mà thành một khối là được rồi. Đầu tiên nó vẫn hơi khô nhưng các bạn nhồi từ từ nó sẽ mềm dẻo thôi nha. Mình không cần thêm nước, thêm sữa tươi gì hết. Nè, phần bột mình đã được rồi nè, các bạn có thể ngắt ra một cục bột mình vò thử á. Nè các bạn vò thử một viên thấy nó dẻo mịn thành khối vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi tạo hình luôn, không cần phải cho bột nghỉ gì cả. Mình sử dụng bột chiên giòn á, nên không cần. Mình chuẩn bị thêm một cái dĩa nè và một khoảng 1 muỗng canh, cái này là mè đen đó, để mình lăn bên ngoài đó. Các bạn cho một ít mè đen ra dĩa. Giờ mình sẽ lấy một phần bột nó vừa lớn hơn đầu ngón tay một xíu, khoảng như cả mình vậy nè. Đầu tiên các bạn cứ vo tròn trước. Mình vo tròn xong rồi mình lăn qua mè. Các bạn cứ lăn mạnh tay nha, để mè nó bám vào trong phần bột á, để khi mình chiên nó không có bị rời ra. Nè, lăn xong mình vo lại lần nữa. Các bạn cũng có thể để tròn gì mình chiên cũng được nữa nè. Nhưng mình thích làm cái hình quả trám hơn, nó dài thì mới đúng là khoai lang kén. Mình dùng tay mình xe nó cho nó hơi dài dài ra vậy nè.
Nè, mình đã được một cái này các bạn. Và tiếp tục mình sẽ làm cho hết phần còn lại nha. Lưu ý là khi lăn mè các bạn nên lăn kỹ á, để cho phần mè nó dính sát, bám sát vào phần bột á, khi mình chiên nó không có bị rời ra nha. Tạo hình xong thì mình cũng chuẩn bị đem đi chiên luôn. Do mình chiên ngập dầu để cho nó giòn ngon á, thì các bạn nên sử dụng nhiều dầu một xíu. Cái phần dầu nó vừa ngập qua cái phần khoai là được. Và mình chiên ở lửa trung bình nha các bạn. Khi mà nó mình cho đũa vào thử này, nó vừa hơi sôi tim là mình cho vào rồi. Các bạn đừng để cho dầu sôi già nha. Bếp khoảng 9-10 số thì mình chiên khoảng ở mức 4 phút, mức 5 là được. Và mình chiên phần khoai này từ từ để nó giữ nó được giòn lâu á. Thời gian chiên sẽ khoảng từ 7 tới 8 phút. Mình chiên từ từ để cho nó giòn ngon các bạn. Khi cho phần khoai vào khoảng 1-2 phút, các bạn dùng đũa mình đảo nhẹ vậy nè. Khi thấy mà khoai nó chuyển qua màu vàng rồi nè, mình sẽ đảo thường xuyên hơn. Các bạn dùng đũa mình đảo cho cái phần khoai á, nó đảo nó chạy nó xoay vòng vòng vậy nè, thì nó vàng đều hơn nha. Và khi mà thấy khoai chuyển màu vàng thì các bạn cũng tăng lửa từ từ mạnh lên, càng về sau lửa càng lớn để cho phần khoai nó giòn á, và cũng như để cho nó đẩy phần dầu ở trong khoai ra, nó không bị ngậm dầu. Này các bạn, nó vàng vậy là được nè, mình sẽ vớt ra ngoài nha. Khi vớt ra các bạn có thể cho ra cái rổ có giấy thấm dầu á. Vậy là món khoai lang kén của mình đã hoàn thành rồi nè. Bánh bên ngoài vàng giòn rất đẹp luôn, do có mè đen đó rất là thơm nữa. Bên ngoài nó vơi giòn nhẹ nè, bên trong mềm xốp. Vị khoai á bùi bùi rất là ngon luôn, thêm có mơ thơm mùi sữa nữa. Rất là thú vị luôn các bạn, ăn rất là dễ ghiền. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử theo cách của mình nha. Bảo đảm các bé nhỏ sẽ thích mê cái món này luôn các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.